sắp Tết rồi, có nhiều anh em chia sẻ kêu chia sẻ về kinh nghiệm bỏ hồ cá rồng khi mà về quê ăn Tết, thì cái hồ cá rồng nên xử lý như thế nào để cho nó an toàn mọi người ha. Rồi ok mọi người, thì cái vấn đề này không chỉ riêng một anh này anh hỏi mà còn rất là nhiều người quan tâm. Đó là cái hồ cá rồng mình nuôi như vậy thì khi mình về quê ăn Tết thì nó có an toàn hay không và làm sao? Đối với cái hồ lọc trên thì nó sẽ cũng đơn giản hơn là bơm lúc nào cũng nằm trong nước. Đó, cái hồ của em là cái hồ này là dấu bơm ở trên nha. Đối với hồ lọc trên bình thường á thì anh em để bơm đây, bơm chỉ chạy lên như vậy thôi. Thì không có sợ hụt nước, nó giống như hồ lọc dưới mà không, cái này nó không sợ hụt nước ha. Chỉ cần là chúng ta vệ sinh cái khay này là nó sạch sẽ trước khi chúng ta nghỉ nha. Chúng ta nhớ là một điều là mọi người chúng ta lưu ý là khi chúng ta vệ sinh là chúng ta nên vệ sinh trước cái ngày mà chúng ta đi khỏi nhà 1 đến 2 ngày. Đừng có quá lâu, nhưng mà cũng đừng có vệ sinh xong cái đi liền, cái đó không tốt nha. Tại vì khi mà chúng ta vệ sinh xong, chúng ta thay đổi cái hệ thống lọc hay là trong hồ chúng ta vệ sinh xong á, con cá mình nó rất là dễ bị sốc nước. Mà nếu mà chúng ta vệ sinh xong chúng ta đi luôn á thì lúc đó không có cái sự quản lý thì của mình, không có sự giám sát của mình thì nó rất là khó ha. Còn nếu mà chúng ta vệ sinh ngày hôm trước, sau một ngày con cá mình nó vẫn ổn định bình thường thì chúng ta hãy nên đi khỏi nhà, như vậy nó sẽ ok hơn. Cái thứ nhất, có một cái điều mà anh em rất là nhiều người bị là chúng ta sợ con cá rồng nó đói. Chúng ta trước khi đi chúng ta bỏ như một đống cá chép hay là chúng ta cho nó ăn quá nhiều để trừ hao cho khoảng thời gian 5-7 ngày chúng ta về quê ăn Tết, hoặc là ở những anh em ở xa ngoài Bắc có lại đi là 10 ngày nửa tháng mới vào lại, thì cái điều đó là cái điều mà anh em lo lắng. Nhưng mà đừng nên làm như thế. Tại vì sao? Tại vì nếu mà cái hồ cá như vậy nè, anh em thả một đống cá chép vô, thứ nhất là những con cá chép mồi hay là những con cá lóc mồi đó ở ngoài những cái tiệm cá đó, nó rất là dễ bị nhiễm bệnh, nhiễm nấm. Và khi mà mình mới vừa cho vào trong cái hồ nhà mình á thì con cá mình nó không có bị nhiễm nấm liền, mà sau 2-3 ngày nó mới bị. Thì như vậy khi mà mình đi khỏi nhà mình cho một đống cá chép vô, đồng ý là con cá rồng mình nó ăn, tới đó nó ngưng, khi nào đó nó ăn nữa, nhưng mà nó sẽ bị, con cá rồng mình sẽ bị lây bệnh. Và khi 2-3 ngày nó mới bị, mà lúc mình về thì bệnh nó được phát triển mấy ngày rồi, thì lúc đó con cá mình nó rất là nguy hiểm nha anh em. Cho nên là anh em cứ cho con cá anh em nhịn đói trước khi cái ngày mình ra khỏi nhà 1 đến 2 ngày. Là ví dụ như ngày hôm nay mình đi thì ngày hôm qua mình cho ăn thôi, chứ hôm nay là mình không cho ăn nữa. Và có một thông tin cho anh em là con cá rồng có thể nhịn đói được vài tháng không có chết đói. Nó chỉ có chết no thôi, không thể nào chết đói được. Nó không đói vì chết đâu, nó chỉ ốm đi chút xíu, về mình vỗ béo lại không sao hết, mình cho nó ăn lại bình thường, không ảnh hưởng gì tới cá hết nha. Đó, chủ yếu là cái hệ thống lọc nước nó vẫn được chạy, nó vẫn được chạy là ok. Đó, ví dụ như hệ thống lọc như thế này chỉ cần nước chạy thôi. Nếu như mà cái khay này nó, anh em sợ nó dơ đó, cái khay tích phân hay là cái bông lọc thô nó dơ thì chúng ta đừng cho cá ăn, thì cái lượng thải trong cái hồ nó rất là ít, thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà dơ cái hệ thống lọc của mình đó. Cho nên là cái điều mà anh em lo lắng sợ cái đó là chúng ta đừng nên cho cá ăn ha. Đừng nên cho ăn cái lúc mà mình vừa chuẩn bị đi, hoặc là cho thức ăn nằm trong đây, nó còn thừa trong đây, rất nguy hiểm nha. Rồi, còn đối với cái hồ lọc dưới thì nó lại có một cái tình trạng là rất là dễ bị hụt nước. Rất là dễ bị hụt nước khi mà cái hồ nó được chạy qua mấy ngày. Đó, những cái hồ lọc dưới bình thường nữa sẽ bị tình trạng đó. Lý do là chúng ta dùng đèn nè, chúng ta dùng sưởi nè, rồi cái hồ thì đương nhiên nước nó sẽ bốc hơi theo thời gian đó. Thì bên em có một giải pháp cho mọi người chúng ta an toàn hơn là chúng ta có thể gắn cái bộ thay nước tự động đây mọi người nha. Cái bộ này nó sẽ giúp mình thay nước định kỳ theo lịch trình đặt trước của mình đó. Hoặc là chúng ta có thể chạy từ thay nước tự động từ xa bằng app điện thoại của Rồng Việt Nam đó. Bên em phát triển cái bộ này
đó là những cái thiết bị công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của mọi người về thay nước ha. Đây là Wrap app của dòng Việt Nam nha, ở trên iOS của iPhone và cũng như là Android của những cái điện thoại khác ha anh em ha. Đó, bấm vào đây, trong đây nó sẽ có cái bộ điều khiển, mình điều khiển tất cả những thiết bị trong hồ cá nhà mình để thay nước và cũng như là chạy được đa mực nước luôn. Rồi thay nước chế độ an toàn, rất là nhiều tính năng an toàn trong đây. Anh em có thể xem cái clip mà em chia sẻ về bộ thay nước tự động ha, đã có rất là nhiều clip trên kênh của em đó. Cho nên là mọi người chúng ta có thể yên tâm mà chúng ta đi công tác hay là đi du lịch hay là đi nghỉ Tết gì đó, 1 tháng 2 tháng cũng không sao nha anh em. Khi mà cá nó không có được ăn thì cái lượng thải nó sẽ ra rất là ít và nó sẽ an toàn cho mình khi mà mình sử dụng cái hệ thống này. Thì cũng có một số anh em chúng ta chế từ cái cục thăm mơ và một cái con van, một cái thoa cấp nước tự động và cũng như là một cái bơm nước nhỏ để bơm nước ra, nhưng mà cái đó nó không có an toàn tại vì nó không có những tính năng an toàn mọi người nha. Đi khi có một sự cố nhỏ thì nó sẽ làm cho con cá mình rất là dễ bị sốc nước và nó không hoạt động được, cạn hồ hay là khô hồ, rất là nhiều trường hợp xảy ra nha. Đó rồi, thì đối với những cái hồ mà anh em nuôi nhiều cá mà chúng ta muốn đi khỏi nhà mà chúng ta an tâm, ví dụ những con cá mà nó cần cái lượng oxy nhiều hơn, ví dụ như là phi phụng hoặc là những con cá binh bông, anh em mà chơi những con cá binh bông nè, chơi những con cá vàng, những con cá ba đuôi, những con đó là những con cần rất là nhiều oxy đó, thì chúng ta có thể dùng một cái sủi tích điện, sủi khí tích điện ha, tùy theo cái lượng cá mà chúng ta có thể dùng một cái sủi 2 vòi hay là những cái sủi nhiều vòi hơn đó, những con sam này cũng như vậy. Chia sẻ với mọi người chúng ta về một con cá cách đây mười mấy năm, từ lúc mà sinh viên tầm năm 2006 em chơi, thì đó là một con cá kilo mốt thôi, nó rất là rẻ, thời điểm đó nó chỉ 350 thôi, một con cá bằng ngón tay này em mua. Thì em nuôi con cá đó là hơn 1 năm, đó là con cá đầu đời cá rồng em chơi, rất là yêu thương nó luôn, tại vì mình chăm nó hơn 1 năm rồi. Thì lúc đó là em ở trọ em từ quê em ở Đồng Tháp ha. Thì bình thường em về quê 5 ngày thì em cũng lo cho cá đói, thì em sẽ đưa chìa khóa phòng cho một cái bạn nhỏ, mỗi ngày bạn sẽ đi mua mấy cá chép hay là cá mồi gì đó cho con cá của em ăn. Thì ngày hôm đó em về quê 2 ngày đó, thì em nghĩ là 2 ngày mà trong hồ vẫn còn cá chép con để cho nó ăn đó, thì em mình ỷ lại là mình không có đưa chìa khóa cho bạn nhỏ kia để mua cá mồi. Nhưng mà trong cái hồ cá rồng của em á, thì em có nuôi một số con hồng két nè, rồi phi phụng đó. Thì lúc đó là vô tình cái dây cắm điện của cái hồ cá nhà em nó bị xúc ra, nó bị rớt ra. Thì đối với con cá rồng của em á, cái hồ, một cái con cá rồng á, thì một cái hồ một mình nó, một cái hồ lọc trên, một cái hồ mấy trăm lít nước á, thì thật ra nếu mà bị xúc điện ra 1-2 ngày nó vẫn sống được nha anh em. Nó không, con cá rồng á, nó cần một cái lượng oxy ít hơn. Như ví dụ như con này nè, anh em hỏi là bây giờ hồ như vậy mà con cá này cúp điện 1 ngày thì có chết không? Không sao hết. Cái nắp này nè, nếu mà anh em làm bằng lưới á, nó rất là thoáng khí và nó sẽ có cái oxy hòa tan trong nước, nó vẫn thở được, sống được trong đây rất ok đó. Nếu mà cái đậy này thì nó sẽ không bằng nhưng mà vẫn sống được nha anh em đó. Nhưng mà những con cá cá thường nè, những con cá cỏ, những con cá ba đuôi, những con binh bông, những con hồng két đó, những con phi vụn đó, nó không chịu nổi với một cái lượng oxy ít khi mà cái bơm mình nó bị tắt và không có oxy dự phòng. Thì như vậy là những con đó nó ngủm, nó ngủm sau 1 ngày thì cái đầu nước trong hồ nó dơ, tại vì con cá nó ngủm thì nó sẽ ra nhớt, nó sẽ ra cái rác thải đó, thì làm cho cái hồ dơ và con cá rồng nó ngủm theo. Thì mọi người biết là khi em về quê có 2 ngày thôi, lên là em gục ngã luôn. Nói chung á, con cá lúc đó nó giống như một người bạn, nó một cái thành viên trong gia đình. Và em thì ở dưới quê lên Sài Gòn thì học thì chỉ có một mình thôi, và đi làm về là chỉ có một mình nó bầu bạn, nó giống như một người bạn mình á. Và em nản luôn, em không muốn chơi cá nữa. Và em nghỉ một thời gian 1-2 năm gì đó, em mới buồn quá mới tìm một bé cá khác. Lúc đó là em có còn cái hồ đó, em có chơi những con cá khác, những dòng cá khác, nhưng mà thật sự nó không có cảm giác đó. Con cá rồng nó vẫn là một cái gì đó rất là đỉnh cao và mình bị cuốn bởi cái vẻ đẹp của nó, như là cái dáng bơi, rất là nhiều thứ.
cho nên là em chơi lại. Nhưng mà cái điều em muốn chia sẻ với chúng ta là chúng ta nên hiểu về những con cá mình nuôi để mình chuẩn bị cho một cái kỳ nghỉ cho nó thật sự là nó ok, nó an toàn, để tránh tình trạng là chúng ta nghỉ lễ, nghỉ Tết xong rồi chúng ta vào chúng ta lại bị tuột mót, bị hối tiếc, bị hụt hẫng vì cái sự chuẩn bị của mình nó chưa được chu đáo. Cho nên là em làm clip này để chia sẻ với chúng ta về cách chúng ta chuẩn bị làm sao cho cái hồ cá nhà mình nó được an toàn khi chúng ta sau những ngày dài chúng ta nghỉ ngơi, thì chúng ta về chúng ta thấy cá mình nó vẫn khỏe, vẫn tốt, thì chúng ta có một năng lượng tốt để chúng ta làm việc tiếp tục ha anh em ha. Rồi ok mọi người, anh em là chúng ta cần chia sẻ về vấn đề gì, bình luận bên dưới anh em cùng thảo luận chia sẻ nha mọi người nha. Ok, bye bye.